Cái điện thoại đâu để tôi xem nó để xem như nào. Nhà cái này cái Zalo này có nhược điểm vãi cứt đây. Nó có nhược điểm lắm. Lưu cả váy vào. Nó người nó không có số điện thoại. Chỉ đến đây là vào Zalo đấy. Tìm điện thoại chả biết tên nó là cái gì. Lưu cả điện thoại vào. Sáng cầm điện thoại nó không được nhỉ. Đây là cái gì ấy nhỉ? Cái màn hình Google đấy. Vào nó đen chỉ chả nhìn được cái gì. Thay cái hình nền ấy cho nó đỡ tối thì nhìn mắt nó mắt nở ra, nó mở mắt thì sẽ mở tối mồm. Ừ, này sáng hơn rồi nhỉ. Ừ. Sáng này nó mới mù mắt. Mù mắt. Mà sáng này nhá, tao để nhá. Mà cái này nhá, chữ rất nhìn rất rõ nhá. Này tao để có một nửa đây thôi. Nhìn chưa? Chữ này nó nét cực, chữ này nó cứ mờ. Đẹp mà tí nữa 21. Cái này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? Tôi vẫn cái này xịn hơn. Hàng đắt tiền người ta cũng không xịn. Thế nên mới rõ nét như thế. Đời nó thấp nó đẹp hơn. Cái này giống của em ấy, mới mua à, 6. Cái điện thoại này xịn hơn. Điện thoại này của hãng gì? Điện thoại này nó xịn. Điện thoại này xịn hơn. Này xịn hơn á.